Xin chào quý chị và bạn đến với channel của xe hơi. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Elantra phiên bản máy xăng động cơ 2.0 màu trắng ngọc trai. Thì trong video này thì em sẽ giới thiệu qua với chị một chút về Elantra cũng như là những giá bán và tính năng của xe ở các phiên bản thời điểm cuối tháng 7 năm 2024. Thời điểm này thì các đại lý đều chạy số và cái giá bán cũng sẽ là tốt nhất. Về Elantra phiên bản 2.0 thì hiện tại em có sẵn những cái màu xe sẵn giao như là màu trắng này. Đấy, màu trắng, màu đen. Và giá bán của phiên bản 2.0 này thì hiện tại bên em đang bán mức giá là 676 triệu và có hỗ trợ thêm cho quý anh chị nữa cũng như là quà tặng kèm theo. Phiên bản 1.6 AT thì bán với giá là 618, còn phiên bản Line là 744 triệu, còn phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất là 560 triệu. Đấy, quà tặng cho quý anh chị là bao gồm một phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn da bọc vô lăng. Về phiên bản 2.0 này thì chúng ta sẽ có thể kể đến là hệ thống phần đầu xe, chúng ta sẽ có cụm đèn pha cốt full LED chiếu qua bóng chiếu projector. Đèn của Elantra thì em đánh giá rất là đẹp và nó đầy tính thẩm mỹ. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái cụm bóng chiếu projector này để cho chùm sáng hội tụ và rất là sắc nét. Đèn LED thì của Elantra rất là sáng. Chúng ta sẽ có cụm đèn định vị và hệ thống cảm biến trước của Elantra phiên bản 2.0 và Airline thì giống nhau. Chúng ta sẽ có 4 cảm biến trước, còn phiên bản 1.6 và 1.6 tiêu chuẩn chỉ có cảm biến sau thôi. Airline và Elantra 2.0 thì đều có cả trước cả sau, thưa quý anh chị. Cả trước thì được mạ bóng này, rồi logo của Hyundai thì đặt chính giữa đây. Cũng đèn định vị, được vuốt ngược rất là thể thao. Cabo thì có những đường gân sập nổi, đó, vuốt ngược rất là cá tính. La răng của xe thì trên bản 2.0 này thì chúng ta sẽ có kích thước la răng là 17 inch, phiên bản tiêu chuẩn thì là 15 inch và 1.6 đặc biệt thì là 16 inch, còn phiên bản Airline là 18 inch. Thì phiên bản các cái công suất của các phiên bản lần lượt là phiên bản 1.6 thì cho ra công suất là 128 mã lực với mô men xoắn cực đại là 155 Nm. Phiên bản 2.0 thì cho công suất là 159 mã lực và có mô men xoắn là 192. Còn phiên bản Airline thì là cho công suất 204 mã lực với mô men xoắn là 265. Phiên bản Airline cũng là một chiếc động cơ mà gần như là vô địch, chỉ sau Hyundai Cupertino thôi với động cơ 2.0. Thì đến với phần gương chậu ngoài của xe thì được tích hợp các cái tính năng như là xi nhan tích hợp này, rồi gập điện chỉnh điện và có sấy gương. Tay nắm cửa của xe thì được sơn bóng, sơn cùng màu với thân xe, có tích hợp nút tính năng mở cửa thông minh. Đến phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu. Ở đây chúng ta sẽ có cụm đèn hậu dạng test cho ba phiên bản là 1.6 AT đặc biệt và 2.0 và Airline. Chúng ta sẽ có thêm những cái hệ thống cảm biến, đó là 4 cảm biến này, camera lùi này và những cái cản, đó, những cái chi tiết được mạ chrome này. Đây là mạ chrome nhưng mà nó là màu tối nhưng mà rất là tinh tế. Đấy, cụm đèn hậu dạng LED thì nó sẽ được kéo từ trái qua phải liền mạch, giúp cho chiếc xe tăng lên phần thể thao và tính thẩm mỹ cũng như là rất là tinh tế. Phần cốp xe của Elantra, Elantra được trang bị cốp xe rất là rộng, thưa quý anh chị. Phần kích thước của xe nhé, phần kích thước của xe em nói qua một chút thì Elantra có một kích thước có thể là gần như nhất phân khúc rồi, với chiều rộng, chiều dài của xe là 4m675, chiều rộng là 1m825 và chiều cao là 1m440, với chiều dài cơ sở là 2m720. Chiều dài cơ sở này thì lớn hơn Hyundai Accent một chút. Đó, Accent thì là 2m670. Cái cốp này thì giúp cho quý anh chị là có thể mình mang được nhiều hành lý và có những cái chuyến đi rất là thuận lợi, khi mà mình mang được rất là nhiều những cái đồ tiện dụng. Về tiêu hao nhiên liệu của xe thì ở đây chúng ta sẽ có đường kết hợp là 7 lít, trong đô thị là 10 lít và đường ngoài đô thị là 5,63 lít. Đó,
Đến phần nội thất thì Elantra được trang bị với tông màu nội thất chủ đạo là màu đen, với cái thiết kế ôm trọn cho người lái. Và chúng ta sẽ cùng khám phá nội thất của Elantra. Elantra thì em đánh giá chiếc xe có một cái thân vỏ rất là tốt, cách âm tốt này, và cảm giác lái rất là tuyệt vời, chống ồn tốt. Ở đây thì chúng ta sẽ có tay nắm hệ thống vô lăng 4 chấu, được tích hợp những cái phím bấm tiện dụng như là đàm thoại rảnh tay, rồi tăng giảm âm lượng, ga tự động kèm cái gói giới hạn tốc độ, ga tự động cruise control. Đó. Rồi thì hệ thống đèn tự động, hệ thống đèn tự động thì cũng được trang bị. Rồi hệ thống đèn tự động, gạt mưa tự động này. Ở đây chúng ta sẽ có la bàn. La bàn này chỉ được trang bị cho phiên bản 2.0 và Airline đổ lên. Chiếc màn hình sau vô lăng này, màn hình đa thông tin đều có kích thước cả hai màn hình này là 10.5 inch. Với chiếc màn hình 10.5 inch này thì liền mạch như vậy thì giúp cho chiếc xe có thiết kế tinh tế. Nó tạo cái không gian liền mạch cho hệ thống điện tử của xe. Đó. Cái màn hình giải trí trung tâm này thì được tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và bản đồ định vị do Hyundai phát triển. Đèn nổ start top và đèn nổ từ xa thì cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản của Elantra. Điều hòa tự động thì được trang bị từ phiên bản 1.6 trở lên. Điều hòa tự động thì được trang bị hai vùng độc lập. Đó, cho phiên bản 1.6 trở lên thì ở đây chúng ta sẽ có bổ sung thêm từ phiên bản 2.0 trở lên, đó là hệ thống là thông gió làm mát và sửa ấm ghế cho hai hàng ghế phía trước. Sạc không dây thì cũng được tích hợp. Sạc không dây thì ở đây chúng ta sẽ có tích hợp cho phiên bản 1.6 đặc biệt trở lên. Đó, 2.0 có. Rồi chế độ lái, chúng ta sẽ có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart. Hệ thống bật tắt cảm biến, rồi phanh tay điện tử thì cho tất cả các phiên bản của Elantra. Khi quý anh chị ngồi trong xe với một cái không gian của Elantra nó rộng rãi như này, đấy chị có thể thấy này, cái ghế của Elantra được thiết kế rất là thể thao và tinh tế. Đó, cái form ghế này nó giúp anh chị liên tưởng đấy với những cái chiếc xe thể thao sang trọng. Đó, chị có thể thấy là nó ôm người này, và ngồi rất là êm, cá nhân em cảm thấy ngồi rất là êm và thoải mái. Đó, da của xe thì cũng rất là mịn. Ok, cửa sổ trời thì cắt hết cho 3 phiên bản, 4 phiên bản rồi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có những cái đường viền này, đường viền được mạ bạc này, rất là tinh tế đấy. Đấy, được vuốt từ bên trái qua bên phải. Ở đây chúng ta sẽ có cổng sạc này và tẩu cắm công suất lớn 180W. Ok. Ghế của xe thì dĩ nhiên rồi, ghế của phiên bản 2.0 trở lên đó chính là ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện, đúng rồi, ghế chỉnh điện cho phiên bản 2.0 trở lên. 1.6 thì vẫn là ghế chỉnh cơ. Cùng em đến với phần hàng ghế thứ hai của xe nhé. Hàng ghế thứ hai của Elantra thì cho cái không gian rất là rộng, với cái chiều dài cơ sở của xe là 2m7 20, thì cái hàng ghế thứ hai của Elantra là rộng, được đánh giá là rộng nhất phân khúc, với độ ngả lưng ghế tốt và kèm những hộc để đồ, rồi cửa gió điều hòa ghế sau đó được tích hợp. Ghế của Elantra thì ở đây thì chúng ta sẽ có bệ tì tay cho hàng ghế thứ hai. Bệ tì tay và những cái màu xe sẵn giao thì bên em thường trực những cái màu xe sẵn giao cho phiên bản tiêu chuẩn là màu trắng này, phiên bản 1.6 đặc biệt thì là màu đen trắng đỏ, màu phiên bản 2.0 này thì là màu trắng màu đen, còn phiên bản Airline thì thường thường là sẵn màu trắng. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Elantra thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để nhận được báo giá tốt nhất và sự phục vụ chu đáo và tận tâm từ phía đại lý. Thì em xin cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.